nguồn, làm con phải hiểu. Em ơi có nhớ năm xưa những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng công đức sinh của đại gia đình chồng họ Trần thôn Bình Di, rất vinh dự cho câu lạc bộ văn hóa văn nghệ công an tỉnh được đến chia vui cùng đại gia đình. Lời đầu tiên cho phép tôi được thay mặt các anh chị em trong đoàn được gửi tới các quý vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể bà con cô bác lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất, chúc đại gia đình dòng họ Trần mãi mãi phồn thịnh và an khang.
Sau đây, trước khi vào phần chính của buổi lễ, Câu lạc bộ Văn hóa Văn nghệ Công an tỉnh xin được gửi tới các quý vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà một số tiết mục văn nghệ chào mừng. Và để mở đầu cho chương trình văn nghệ, xin kính mời quý vị và toàn thể bà con cùng thưởng thức làn điệu dân ca thân thuộc mà mê đắm lòng người mời trầu với sự thể hiện của tốt ca nữ. Một miếng trầu không ai cầm lấy cho nhau bằng lòng, trầu này trầu tiếng trầu tình ăn vào cho đó đôi mình vui ta. Ăn một miếng trầu hận đấy, ăn đi một miếng trầu truyền thống, quê hương thân yêu, nơi cội nguồn ấy đối với mỗi người Việt càng có ý nghĩa lớn lao trong suốt cuộc đời của một con người. Hình ảnh gắn với quê hương trong lòng mỗi người là bóng dáng tâm tư của người mẹ. Ở bất cứ nơi đâu, làm bất cứ người làm điều gì, tôi luôn nhớ lời mẹ rằng không đâu bằng gia đình. Cũng đồng nghĩa với tâm tư, dù con có ra sao hãy về bên mẹ, vì mẹ luôn ngóng chờ con trở về. Và vì thế, tiếng mẹ luôn hiện hữu song song với tiếng gọi của quê hương, da diết và mong ngóng đôi đường. Giai điệu da diết kết hợp cùng ca từ gần gũi giúp nhạc sĩ Ngọc Châu tạo nên một điều không thể mất vô cùng ấn tượng. Sau đây, kính mời các quý vị cùng toàn thể bà con cùng thưởng thức qua khúc, qua giọng hát Đức Chủ. Như con sông dàn sao yêu thương, mưa sông bão nổi trên thế gian nào đâu sánh bằng tình mẹ thương con qua mọi gian nan. Tình mẹ thương con chứa chan không mất sống trên đời dù bao gian nan, trái tim
con luôn nhớ về tình mẹ. Lời thơ Lê Huy Mậu vốn là một trong những ca khúc quê hương tạo được dấu ấn trong lòng công chúng. Bài hát như cuốn phim quay chậm, làm sống lại hồi ức tuổi thơ của mỗi người. Mỗi lần nghe, chúng ta lại thấy hình bóng mình trong mỗi ca từ giai điệu. Sau đây, kính mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc qua giọng hát Thanh Lam. Con ngày về úp mặt vào sấm quê, ôi con sống dạt dào như lòng mẹ, chờ cho con đi qua trước bể mưa buồn, từng hạt mùa xa tháng ba tháng thủy, từng vì heo nay chỉ mơ em. Do bác Thu Hằng, một người con dâu của dòng họ Trần thể hiện. Xin kính mời bác ạ.
cảm hứng bất tận của các nhạc sĩ, mỗi người cảm nhận một cách khác nhau từ một nắng xuân lung linh trên ánh mắt người đến hương xuân lan tỏa khắp mọi miền đất nước. Âm hưởng chủ đạo vẫn là những lời ca ngợi quê hương đất nước, nhưng tình ca mùa xuân của nhạc sĩ Trần Hoàn lại vô cùng tinh tế trong từng nhịp điệu, lắng sâu với ca từ dung dị, mộc mạc nhưng nghe thật thiêng liêng giữa nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc và xây dựng đất nước gắn với tình yêu đôi lứa. Những giai điệu ngọt ngào của bài hát sẽ được chuyển tới các quý vị ngay sau đây qua giọng ca Đức Chủ Thu Hiền. Trong sáng gần gũi trong ca khúc Về Quê sáng tác của nhạc sĩ Phó Đức Phương qua giọng hát ngọt ngào của Thu Hiền. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trường Hoàn qua sự thể hiện của top ca nữ. Vui đầy đình, dung vui đang quay gần đây luôn nhìn hồ. Tôi xin trân trọng giới thiệu lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ phòng công tác đảng và công tác quần chúng Sở Công an Nam Định đã về dự. Tôi đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.
Tôi xin trân trọng giới thiệu Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Thịnh Thắng, Ban lãnh đạo thôn Bình Di. Chào mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu sư thầy Quản Tự chủ trì chùa Bình Sơn, đại diện cho Ban Khánh Tiết, Ban Quản lý Di tích Hội Tế Nam, Hội Chân Kinh thôn Bình Di, các vị đại biểu đại diện cho các đồng hồ thôn Bình Di, các vị các gia đình có quan hệ gần gũi thân thiết với trật tự, tổ thượng xây dựng ông Bình Giao Yến, ông Hương Bình Di và cơ sở đồ thờ Bánh Trung. Về dự và chung vui với lễ khánh thành hôm nay còn có đoàn đại biểu cùng các đại diện cho các đại diện cho các ngày trong hội trần Nam Tộc, thôn Nam Hải, xã Sơn Vinh, Sơn Trường. Kính thưa các vị đại biểu trong cộng đồng, trong không khí vui tươi phấn khởi trong buổi lễ hôm nay và cũng là chúng ta hân hoan chuẩn bị đón xuân mới, xuân tân thân, thay mặt cho ban tổ chức buổi lễ xin gửi tới toàn thể quý vị lời chào, lời chúc sức khỏe, lời chúc quý vị mạnh khỏe, bình an, làm ăn phát đạt, gia đình hạnh phúc, chúc buổi lễ thành công viên mãn. Thầy Văn Hạ, trưởng ban tổ chức xây dựng, thay mặt ban khánh tiết thọ nên đọc diễn văn lễ các ban khánh thành từ đường dân tộc thôn Bình Di, xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể con cháu nội ngoại trong gia tộc, hôm nay trong không khí vui mừng phấn khởi trang nghiêm, họ Trần thôn Bình Di đã trọng thị long trọng tổ chức lễ khánh thành từ đường. Lời đầu tiên cho phép tôi được thay mặt dòng họ gửi lời chào trân trọng, lời cảm ơn và lời kính chúc sức khỏe tới các quý vị đại biểu đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã giao thị, Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Thịnh Thắng, các toàn thể tổ chức của thôn Bình Di, của xóm 6, các sư thầy chùa Bình Di, thiếu tướng Hoàng Thiền, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, phòng công tác đảng, công tác quần chúng, câu lạc bộ văn hóa văn nghệ công an tỉnh, họ Trần Nam ở Xuân Vinh, Xuân Trường và các dòng họ ở thôn Bình Di, các quý vị đại biểu cùng toàn thể con cháu nội ngoại trong họ đã về dự buổi lễ trang trọng về ý nghĩa này, đề nghị kỷ niệm các anh. Kính thưa các quý vị đại biểu, ấp Bình Di nay là thôn Bình Di thuộc xã Giao Tịnh, huyện Giao Thủy, được thành lập từ nửa đầu thế kỷ thứ 19, cách đây gần 200 năm, năm 1828, do tranh điền sứ Nguyễn Công Trứ tổ chức khai hoang lập nên, diện tích 360 mẫu với 31 xuất tinh, có 8 dòng họ. Năm 1828 có tên là thôn Bình Di, năm 1846 được nâng lên thành xã gọi là xã Bình Di. 1953 đến nay là thôn Bình Di, xã Giao Hoang, từ năm 1968 là xã Giao Tịnh ngày nay. Các cụ tổ dòng họ Trần đã chọn nơi đây định cư, mở đất, lập làng, lạc nghiệp. Các con cháu trong họ hầu hết sinh sống, làm ăn công tác ở tỉnh Nam Định sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhất là từ khi thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước. Một số gia đình thời kỳ dựng nước, đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, họ Trần chúng ta đã chung lưng đấu cật góp phần xây dựng nên cơ đồ xã tắc. Nhờ hồng phúc của tổ tiên, con cháu trong họ ngày càng phát triển, nhiều người có cấp bậc hàm từ thiếu úy đến đại tá, giữ chức vụ từ trung đội, đại đội, trưởng phòng và tham gia một số lĩnh vực công tác khác. Con cháu kính thưa toàn thể gia tộc, cây có gốc mới có cành có ngọn, nước có nguồn mới làm nên biển rộng sông sâu. Cội thế của con người không đâu khác là tổ tiên ông cha. Sự hưng vong của một gia tộc xuất phát từ ý thức, sự giữ gìn tôn trọng gia phong thế giáo, nếp nhà, lịch sử phát triển của các dòng họ Việt Nam đã chứng minh rằng những tộc họ không ngừng phát triển là những tộc họ có nền nếp, có tôn ti trật tự, trên đó góp phần tạo điện cho xã hội, cho đất nước những công dân ưu tú, chuẩn mực và hữu ích. Cũng như cây có trăm ngón, vun trồng cho tốt thì ngọn mới đâm trời nảy lộc, cành lá sung xê, đông hoa kết trái. Con người phải thờ phụng tổ tiên, cung kính tiền nhân với thành tựu cho đứng trong họ tộc. Nó cũng là ước vọng của dòng họ và tất cả chúng ta trong cuộc sống mưu sinh. Con cháu dòng họ Trần 200 năm 1214 thực hiện ước nguyện của các vị tiền bối, được sự đồng thuận của cha bác anh em con cháu nội tộc cũng như ngoại tộc, đã tổ chức lễ đồng tổ xây dựng từ đồng họ trên diện tích gần 350 m2 trên chính mảnh đất của cha ông.
trong đó diện tích xây dựng từ đường khoảng gần 100 mét vuông với tổng kinh phí gần 800 triệu đồng, kinh phí xây dựng từ đường phân phiên trên 450 triệu đồng, đồ thờ cúng 130 triệu đồng, tiền đất khoảng 200 triệu đồng. Việc xây dựng công trình theo kế hoạch ban đầu dự kiến thi công trong 3 năm, năm 2014 động thổ hoàn chỉnh móng, năm 2016 hoàn chỉnh phần thô và năm 2017 hoàn thiện khánh thành đưa vào sử dụng. Nhưng do con cháu có quyết tâm cao với nguyện vọng sớm có nhà từ đường để thờ cúng tổ tiên và được tổ tiên phù hộ nên công trình được thi công trong vòng 7 tháng, khởi công tháng 12 năm 2014, tổ chức yên vị tháng 8 năm 2015. Và hôm nay tổ chức khánh thành quá trình thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa tổng tập, thế là bao nhiêu năm ước nguyện chờ đợi đến nay thành hiện thực. Từ nay họ Trần tộc thôn Bình Di đã có từ đường để thờ phụng tổ tiên. Tuy từ đường không lớn như các dòng họ khác, nhưng họ Trần đã có từ đường khang trang, khuôn viên xanh sạch đẹp. Về đây dâng lên tổ tiên nén hương tỏ lòng tôn kính ngưỡng vọng, lấy đó làm điều giáo huấn cho con cháu về đạo lý uống nước nhớ nguồn. Việc làm ấy cũng là góp phần nhỏ bé vào nền tảng văn hóa của quê hương, theo tinh thần chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc. Nơi đây mãi mãi là ngôi nhà chung, là cõi đi về, là điểm tựa tinh thần của con cháu họ Trần đang sống, chiến đấu, lao động học tập trong họ Trần. Xin được trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp tiến cúng ủng hộ cả về vật chất, công sức, tinh thần của các cụ, các ông, các bà, các bác, các gia đình cùng toàn thể con cháu nội ngoại xa gần trong họ đã nhiệt tình chung tay góp sức cho việc xây dựng từ đường và dòng họ được hoàn mỹ. Gia đình ông Trúc đã nhường lại thổ đất, gia đình ông Trác ra đất trách nhiệm với nhiều công sức thời gian chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết phục vụ trong suốt quá trình thi công và các hoạt động của dòng họ diễn ra tại từ đường, và cùng với ông Trúc tổ chức triển khai thi công công trình đảm bảo chất lượng đúng tiến độ. Nhân dịp buổi lễ hôm nay, xin thay mặt dòng họ tôi bày tỏ lòng cảm ơn chính quyền xã Giao Tịnh, các tổ chức toàn thể thôn Bình Di, xóm cháu thượng và Tích Tâm Thiệu, phó chủ tịch hội đồng giáo hội Phật giáo tỉnh Nam Định, trưởng ban Phật giáo huyện Giao Thủy, các tăng ni chùa Bình Di, chùa Giao Kiến, chùa Sơn Tân, ban thánh tiết, ban quản lý di tích đình chùa Bình Di, hội tế làng, hội chân tinh, các họ trong thôn, họ cả và họ hành ở Sơn Vinh, Sơn Trường, các thợ xây dựng công trình, phòng cũng tất cả các công tác quần chúng, câu lạc bộ văn hóa văn nghệ công an tỉnh, các vị quý khách, các ông bà bạn bè thân tích và dòng tộc họ bà con đến chia sẻ niềm vui, đó là vinh dự, là hạnh phúc cho dòng họ dòng tộc chúng tôi. Kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc từ đường họ Trần ta mãi mãi trường tồn, đời đời bền vững. Chúc toàn thể gia tộc mạnh khỏe, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Nhân dịp đầu năm mới chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, kính chúc các quý vị đại biểu và toàn thể gia tộc mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, năm mới thắng lợi mới. Thay mặt dòng họ, tôi xin long trọng tuyên bố khánh thành nhà thờ họ Trần thôn Bình Di, xã Giao Thịnh. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Nghĩa thay mặt cho lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Giao Thịnh nên phát biểu động viên họ cũng như động viên buổi lễ hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông. Kính cẩn trước anh linh tiên tổ Trần tộc, kính thưa toàn thể nhân dân, kính thưa các vị đại biểu, thay mặt cho các ủy, chi bộ, xóm sở tại, thưa các vị đại biểu, thay mặt cho ban chấp hành đảng bộ, thường trực hội đồng nhân dân, thường trực ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã Giao Thịnh, thưa các vị đại biểu khách quý, thưa các vị kỳ lão cao niên, các ông bà, anh chị em, con cháu trong dòng tộc. Trong những ngày cuối năm bắt mùi, đảng bộ và nhân dân xã nhà đang ra sức chuẩn bị các điều kiện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2016, lập thành tích cao nhất, chào mừng thành công đại hội đảng toàn quốc, triển khai có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, tiếp tục thực hiện phong trào quốc gia cả nước xây dựng nông thôn mới, cùng với khí thế rạo rực chuẩn bị đón xuân Bính Thân 2016,
xuân chuẩn bị đến với cả nước, hiếu là cái gốc dựng xây cuộc đời. Chính vì lý do đó, hôm nay ngày 13 tháng 1 năm 2016, nhằm ngày 4 tháng 12 Ất Mùi, dòng họ Trần tộc tổ chức lễ hội cắt băng khánh thành ngôi tổ đường với khí thế vui tươi phấn khởi, với lòng thành kính trang nghiêm về dự buổi lễ của dòng họ. Thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Gia Thịnh, tôi có lời chào mừng, lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất tới quý vị đại biểu khách quý và quý vị trong dòng tộc, chúc của dòng họ thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa buổi lễ về dự với buổi lễ cắt băng khánh thành của dòng tộc, thay mặt cho Đảng, chính quyền địa phương có bó hoa và quà nên chúc mừng lễ cắt băng khánh thành, xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Ngọc Bính, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, nên tặng hoa và quà. Chúng tôi xin được nhận hoa và quà của lãnh đạo xã. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Việt, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Tỉnh Thắng đến về dự và có hoa và quà tặng. Xin cảm ơn. Gia đình ông bà chú Tướng Hoàng Kiền đã về dự động viên và có quà tặng họ trong buổi đến khách sạn hôm nay. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trần Trọng Tuyến, trưởng tộc nên nhận quà. Xin trân trọng kính mời ông. Là phần lễ cắt băng khánh thành từ đường, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch đại diện cho lãnh đạo xã, ông Nguyễn Văn Ninh, trưởng thôn Bình Di, ông Trần Trọng Tuyến, trưởng tộc đại diện cho họ, và xin mời các vị lên cắt băng khánh thành. Thắm đỏ sắc cờ gần hai thế kỷ, bây giờ là đây họ Trần dấu ấn hôm nay khánh thành nhà tổ tràn đầy niềm vui. Xin mời quý vị chúng ta cắt băng. Thank you.
về trước cửa đường họ đang về trong lễ hương. Cùng ngày của Hồ Hoàng, Hồ Đấu, Hồ Nguyễn Công Tinh và Hồ Vũ về Gia Vương trước án lờ tổ hợp dân tộc. Nên dân lễ Gia Vương. Thank you.
thế của làng chúc mừng khánh thành từ đường Trần Tộc do ông Nguyễn Văn Linh làm chủ tế cùng các ông các bác trong làng Bình Di được thể hiện một tuần lễ mừng thọ mừng khánh thành từ đường được bắt đầu. Thời Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sơ thank you.
cán bộ chiến sĩ phòng công tác đảng và công tác quần chúng xã Tây An Nam Định. Xin trân trọng cảm ơn hội đồng quản trị hợp tác xã nông nghiệp Vụ Chiến Thắng, ban lãnh đạo, các ban ngành đoàn thể, các hội, hội thế thôn Vĩnh Tiên, sư thầy cùng các tín đồ phật tử thôn Vĩnh Sơn, ban lãnh đạo các tổ chức xã hội số 6, đoàn đại biểu họ Tả Trần Nam Tộc Sư Vinh, đại biểu các dòng họ thôn Vĩnh Tiên, các cháu trai đô gái để đại diện cho các họ thôn đô gái cùng toàn thể quý vị đã đến dự và dân hương chiêm bái trên tổ dân tộc thôn Vĩnh Tiên. Xin trân trọng cảm ơn các diễn viên nhà công câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật văn hóa văn nghệ công an tỉnh Nam Định đã đến dự buổi lễ phát âm hết ngày từ đường và phụ chương trình văn nghệ đặc sắc ý nghĩa sâu đậm tính nhân văn của buổi lễ hôm nay. Chúng tôi cũng xin cảm ơn ban nhạc lễ đã giúp đỡ cho họ để việc nước văn và tổ chức tuần lễ được hoàn tất tốt đẹp. Xin cảm ơn nhà nhiếp ảnh quay camera đã thu băng ghi hình buổi lễ. Xin cảm ơn cha bác, anh chị em vì tình nghĩa thân hữu đã dành thân phục vụ công tác hậu cần giúp mọi chúng tôi trong công tác tổ chức không chế khỏi khai thuật chính quyết. Kính mong quý vị ngược tình thông cảm, kính chúc quý vị cùng gia đình mạnh khỏe, an gian thịnh vượng, chuẩn bị đón xuân mới xuân với chân với nhiều niềm vui và đạt nhiều thành công trong cuộc sống. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn nhiệt tình của quý vị. Và đến giờ này, thay mặt ban tổ chức, xin kính mời quý vị lãnh đạo cùng tất cả các vị đại biểu cùng chúc vui dự lễ tôn vinh ba thân mật trong ngày lễ thánh thành đường cùng anh em.